Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Triệu Quân trong tay nhưng lại bị vô hiệu hóa, ông Tô để bị thủng quá nhiều lỗ. Hiện nay Bộ Công an có quân số còn rất đông đảo, quân số của Công an, Chính quy và lực lượng dân quân cộng lại lên đến hàng triệu người. Vì thế mà ông Tổng quyết nắm cho được Bộ Công an. Vào năm 2016, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia vào Đảng ủy Công an như là người chỉ huy cao nhất trong ngành này. Chỉ từ khi ông Nguyễn Phú Trọng tham gia Đảng ủy Công an thì ông mới tự tin để đốt lò. Cũng từ năm đó, ông Tô Lâm luôn là cánh tay đắc lực của ông Tổng trong chiến dịch mà ông Tổng đề ra. Hầu hết mọi nhiệm vụ khó ông Tô Lâm đều thực hiện, kể cả sang nước bắt cóc người ngay giữa thủ đô Berlin. Và ông Tô Lâm vẫn không hề từ nan. Tưởng chừng như không việc gì ông Tô Lâm không làm được. Vậy mà mới đây, ông Đại tướng đứng đầu Bộ Công an đã than vãn về sự bất lực của ông trước tội phạm. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam lại than vãn rằng tham nhũng càng tinh vi, phức tạp, mình cứ ra cái khiên này nó lại có ma khác. Tức là ông Tô Lâm đã thừa nhận công an xuất chiêu nào thì tội phạm có chiêu tới chống đỡ đòn và nhiều vụ án lớn mà ông Tô Lâm không thể hoàn thành nhiệm vụ cho ông Tổng. Có trong tay binh quyền thì luôn nắm thế chủ động, ngay cả ông Tô Lâm dùng cả cách phi pháp để miễn sao đạt được mục đích như vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Vậy mà vụ cực kỳ quan trọng đối với ông Tổng là vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì ông Tô Lâm lại bất lực. Trước đây vì tay ngang không lường được sự nguy hiểm của ông Tô Lâm nên ông Trịnh Xuân Thanh đã gáy rất mạnh khi sang đến Đức. Và đó chính là điều ông Tô Lâm định vị ông Thanh đang ở đâu để bắt cóc người trở về để quy án. Lần này Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân tình báo đội đốt doanh nhân. Bà Nhàn không dại gì lên tiếng để ông Tô Lâm thực hiện vụ bắt cóc một lần nữa. Với lại bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan đến đường dây làm ăn của ông Thủ tướng nên ông Tô Lâm càng khó tìm. Với những loại tội phạm thấp thì tội hình sự thông thường hay những tội phạm kinh tế đơn thuần thì việc phá án đối với ông Tô Lâm là rất dễ dàng. Tuy nhiên những tội phạm tầm cỡ, những doanh nhân có mối quan hệ chính trị thì phá không hề dễ chút nào cả. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm xuất hiện bị vô hiệu hóa không ít lần. Mới đây nhất là vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Tô Lâm đã cho bắt được bà trùm của Vạn Thịnh Phát, nhưng xem ra các mạch điều tra chính bị đứt khá nhiều, khi đến nay có ít nhất đã có 3 sinh mạng phải mất mạng vì bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ra còn có đến 3 cái chết chưa được kiểm chứng mà những ngày vừa qua người dân đồn đại rất nhiều, trong khi đó thì chính quyền vẫn cố ém nhẹm thông tin. Trong thế quân đông và đang tấn công, dường như Bộ trưởng Bộ Công an cũng bế tắc nhiều vụ án lớn. Với vụ án nhỏ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh dường cũng không buộc tội bà Nguyễn Phương Hằng và vợ ông. Là vợ ông Huỳnh Uy Dũng thì nói gì đến vụ án lớn có dính đến những nhân vật chính trị khét tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh như Vạn Thịnh Phát. Dưới thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng, số người đánh hơi thấy việc chẳng lành, cao chạy xa bay rất nhiều. Những cái tên có thể kể ra như Vũ Đình Duy, cựu lãnh đạo PVTech, Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam, Bùi Quang Huy, Giám đốc Nhật Cường Mobile, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch IEC v.v. Điều này cho thấy bộ máy công an khổng lồ dưới tay ông Tô Lâm không được vững chắc. Tin tức không được bảo mật cho tốt. Đây là hình ảnh củi gộc Lê Thanh Hải vẫn còn đó. Cũng phải nói rằng Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm là một bộ cực kỳ yếu kém, để quá nhiều tin tức mật lọt ra ngoài cho thấy công tác bảo mật thủng rất nhiều lỗ, nên tin tức mới bay ra ngoài dễ dàng đến như vậy. Để ông Tô Lâm làm cánh tay đắc lực, ông Trọng không đốt nổi những thanh củi gộc, đó là điều dễ hiểu. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau hội nghị Trung ương 6, ông Tổng lên gần, chuẩn bị đại chiến với siêu lì đòn, khó cho ông Tổng. Ngay tại hội nghị Trung ương, ông Tổng Trọng đã chạm được duy nhất một người mà ai cũng đoán ra, đó là Nguyễn Văn Thể. Điều mà người dân mong muốn ông Tổng chạm vài ủy viên Bộ Chính trị để làm gương thì lại thất vọng. Ông Chủ tịch nước vẫn ngồi lại chiếc ghế Chủ tịch, ủy viên Bộ Chính trị đã dính kỷ luật cũng không thấy xử lý. Có thể nói, Hội nghị Trung ương 6 là hội nghị thất bại của chiến dịch đốt lò. Thời gian cho ông Tổng tại vị ngày càng ít đi, nhưng việc lớn vẫn chưa xong. Vào ngày 15 tháng 10, ông Nguyễn Phú Trọng có cuộc họp với cử tri trước
của họp Quốc hội lần thứ tư của khóa 15. Ông Trọng là đại biểu đại diện cho đơn vị bầu cử số 1 của thành phố Hà Nội, gồm các cử tri các quận như Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp cử tri. Dù ông Trọng kết thúc hội nghị Trung ương 6 không thành công, nhưng ông vẫn đang là người làm chủ cuộc chơi này. Ông Trọng nói rằng cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn đang tiếp diễn. Các bác cứ chờ xem những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm. Những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối, ảnh hưởng tiêu cực tới chế độ, uy tín của Đảng đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Bao che, bố trí, bỏ trốn thì sẽ bị xử lý. Câu nói này theo một số người cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào nhân vật mà đã 6 năm ròng rã ông chưa làm gì được, mặc dù người đó hiện đang là cựu ủy viên Bộ Chính trị. Đây là một trường hợp xương sẩu đối với kế hoạch đốt lò của ông Trọng. Dây mơ rễ má của ông Lê Thanh Hải, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cho thấy muốn đốn ông này làm củi không dễ gì. Lê Thanh Hải được xem là một trong người siêu lì đòn. 6 năm ròng rã, ông Tổng đống mà không gục. Thay vào đó là những người thân cận của ông ta đổ gục hàng loạt như Tất Thành Cang hay Lê Thanh Hải. Cũng chưa đổ, mà chỉ cũng có Lê Tấn Hùng mà thôi. Người ta cho rằng gia tộc Lê Trương sẽ không đứng vững nếu không có những thế lực mạnh hơn đỡ đầu. Và người ta cho rằng thế lực phương Bắc đang đứng phía sau. Để đánh được Lê Thanh Hải thì phải đập tan tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang cho ông Tổng thấy rằng họ không phải là kẻ dễ gì moi được thông tin. Với hàng loạt cái chết bí ẩn và đã có 3 cái chết được xác định chính xác, còn 3 cái chết khác thì đang là lời đồn đoán không biết thực hư ra sao. Điều đáng nói là tòa nhà chứa tài liệu của Vạn Thịnh Phát cũng bị cháy một cách rất khó hiểu. Đây là hình ảnh lời được cho là ám chỉ của ông Lê Thanh Hải. Bất lực trước một ủy viên Bộ Chính trị đã về hưu là một thất bại ê chề. Có thể thấy dù khó khăn nhưng ông Trọng cũng đang nỗ lực, dù chưa biết kết quả sẽ đi về đâu. Việc nhắm vào ông Lê Thanh Hải chỉ bước khởi động. Mọi hướng điều tra bước vào Lê Thanh Hải vẫn đang là trong bí mật. Tuy nhiên, bí mật với chế dân chưa chắc đã là gì bí mật với ông Hai Nhật. Nhiều người đang chờ ông Tổng sẽ làm gì trong thời gian tới. Hội nghị Trung ương lần thứ 6 thực hiện những gì đã ngã ngũ khi đấu đá nhau từ tháng 5 cho đến tận tháng 9. Còn bây giờ ông Tổng cho đấu thật quyết liệt để đến hội nghị Trung ương tiếp theo, ông quyết tiếp. Vụ án Việt Á được ra giới hạn là trong năm 2022 phải xong. Và vụ án Lê Thanh Hải thì vẫn đang quyết chiến. Ông Tổng có thế và lực ai cũng thấy, nhưng không phải ai cũng thấy thế và lực của ông Lê Thanh Hải. Đây là hình ảnh, bao năm nay ông Lê Thanh Hải vẫn sừng sững như người muốn thách thức. Việc ông Phạm Quý Ngọ bị chết sau khi bị lộ đường dây hối lộ của bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát như là một tiếng chuông cảnh báo cho những ai đang đào sâu vào mối quan hệ của tập đoàn này. Bà Trương Mỹ Lan, người đang ngồi trong tù, nhưng bên ngoài nhà tù đã xảy ra những chuyện động trời. Điều đó cho thấy việc triệt hạ Vạn Thịnh Phát là một việc rất khó khăn. Điều đấy cũng thấy rằng chiến với kẻ gây ra những vụ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, không hề dễ dàng. Khả năng thành công được một số ý kiến cho rằng không cao.